Thì lời đầu tiên thì cho mình xin được chào mừng tất cả mọi người. Mọi người đã dành một chút thời gian để có mặt hôm nay với chúng ta trong một cái buổi mà bọn mình cũng sẽ chia sẻ với bọn mình cũng như là cái đến cái chứng chỉ PA300 nói riêng. Thế thì hôm nay đến từ Tadaport thì có mình là diễn giả chính trong cái buổi hôm nay và bạn Vinh thì sẽ là diễn giả cho một cái buổi tiếp theo trong cùng cái series này. Thì xin giới thiệu một chút thì Tại đang là Senior Data Analyst, mình công tác tại công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương, Techcom Securities. Thì mình chia sẻ với mọi người hôm nay để nó đều xuất phát từ kinh nghiệm thực tế của bản thân mình trong quá trình làm việc, cũng như là cái quá trình mà mình thi lấy chứng chỉ này. Thì nói sơ qua một chút về đơn vị đồng hành tổ chức cái buổi webinar ngày hôm nay của chúng ta là Dataport. Thì Dataport để lộ trình học liên quan đến các cái vị trí trong ngành dữ liệu cũng như là những cái công cụ như như Power BI với cái giáo trình chuẩn với chương trình của Microsoft hay là những cái chương trình học mà có thể quy đổi thành chứng chỉ giống như kiểu là một chương trình như mình biết thì có chương trình liên kết với Đại học Ngoại thương, chương trình vệ tinh mà các bạn có thể học và quy đổi ra điểm tiến chỉ. Thì trong quá trình 6 năm như vậy thì nó cũng không phải là một cái thời gian nó quá dài nhưng mà bọn mình đều cảm nhận đều là có một cái sự tăng tiến rất là nhiều về cái nhu cầu cũng như là cái thì với nếu mà các bạn thấy là nó có thêm nhiều cái tính năng mới liên tục và song hành cùng với bọn mình ấy, thì cũng sẽ được cập nhật theo những cái năng mới của Power BI và cái này thì bọn mình đều có một những cái buổi roadshow để cho mọi người cùng đưa ra thêm những cái góc nhìn mới về những cái tính năng mới và mình chúng mình luôn cập nhật cái học liệu đảm bảo là nó sát nhất với lại cái thực hành cái tính thực hành của Power BI nói chung và cả cái việc thi chứng chỉ nói riêng. Thế thì đến với những cái khóa học tại Dataport thì là toàn bộ những cái mà chúng ta còn có và final project và sẽ được đội ngũ trợ giảng, giảng viên cùng hướng dẫn, tư vấn đảm bảo chúng ta ra được một cái final project nó hiệu quả, nó có chất lượng. Biết là chúng ta sử dụng công cụ ấy thì không phải biết những cái tính năng của nó là xong, mà với mỗi một cái đề bài đặc thù thì chúng ta sẽ có những cái cách giải quyết đặc thù. Ở đấy là cũng cả là một cái điều mà đội ngũ giảng viên tại Dataport cũng rất là tự hào là có cái background khá cái vấn đề thực tế mà các bạn gặp phải trong công việc. Thì cái đấy là những cái tính năng bổ sung, những cái gọi là cái giá trị bổ sung mà đội ngũ giảng viên tại Dataport có thể mang đến. Vậy thì với đến với cái buổi ngày hôm nay của chúng ta ấy, thì qua quá trình thì mình thấy có một cái nhu cầu là mọi người không chỉ muốn biết là cái công cụ đấy nó được sử dụng như thế nào, nó thực hành như thế nào hay là làm như thế nào để ứng dụng nó vào công việc mà mọi người muốn còn muốn biết được là thì tự tin cao khi mà thực hiện chúng ta thực hiện đăng ký thi chứng chỉ. Thì với đấy là cái nội dung chủ yếu trực tiếp của cái buổi workshop này hôm nay của chúng ta. Hôm nay mong mọi người các cái hoạt động một cái đề cương nó sẽ là một cái đề cương rất đầy đủ về toàn bộ những cái kiến thức có thể nghiên cứu sâu thì sẽ Dataport cũng hàng cây nhà lá vườn luôn hướng dẫn mọi người cách mà chúng ta học chúng ta thực hiện từ không biết gì về và tự tin có thể đăng ký thi và pass chứng chỉ PA xuất hiện thật trong bài thi PA300. Và bố mình cũng sẽ gửi lại cái bộ đề của 180 câu này kèm theo cái phần còn hôm nay chúng ta sẽ chữa thì ok nó sẽ không được full hết 180 câu đâu. Nó sẽ có một phần mà qua đó thì chúng ta cũng sẽ hiểu được thì là cái dạng câu hỏi của nó có gồm những cái dạng gì, cái phần vùng kiến thức và cái cách mà chúng ta có thể tư duy khi mà chúng ta thực hiện giải cái những cái bộ đề trực tiếp của PA300. Thế thì đầu tiên mình biết là những cái kiến thức cơ bản liên quan đến Power BI rồi. Các bạn có biết nó là cái gì? Maybe cũng có ký thi chứng chỉ ấy, thì mình cũng đã lọc lại một số những cái điều mà có thể đa số mọi người chưa biết về cái PA300. Cái này cũng xuất phát từ những cái kinh nghiệm thực tế của bản thân mình cũng như là đội ngũ giảng viên tại Dataport để mang đến cho mọi người trước khi mà mọi người có một cái quyết định là có thi chứng chỉ hay không. Thế thì điều này có thể mọi người biết rồi là chứng chỉ PA300 còn gọi là Microsoft Power BI Data Analyst thì nó tập trung vào việc sử dụng Power BI để phân tích dữ liệu và đưa ra chứng chỉ này thì do Microsoft có thể là chưa chưa để ý hoặc là chưa tiếp xúc đến thì chưa biết về cái chứng chỉ này. Thì cái chứng chỉ PL300 ấy
nó là chứng chỉ liên quan đến Power BI, nhưng mà cái cách mà nó kiểm tra chúng ta ấy, không phải là chỉ kiểm tra mỗi là cái kiến thức của chúng ta về công cụ Power BI, mà chúng ta cần phải thực tế trong dữ liệu thực tế. Thế thì để nói như thế để thấy rằng là khi mà chúng ta thực hiện cái bài thi này ấy, thì việc đọc riêng cái tài liệu không có cái kinh nghiệm và những cái khái cái tư duy cơ bản, ví dụ như là chúng ta cần phải hiểu cái cách mô hình hóa dữ liệu, cách làm sạch dữ liệu, hay là những cái khái niệm liên quan đến phân tích dữ liệu cơ bản, mà không chỉ là dừng lại ở việc là hiểu cái thao tác hay là cái tính năng của công cụ Power BI. Okay. Cái điều thứ hai thì là cái kinh nghiệm thực tế nó rất quan trọng. Cái này bản thân mình thi thì mình đã thấy rồi, có rất nhiều cái câu hỏi ấy, nó không cái những cái kiến thức mà kiểu chỉ mặt đặt tên ở trong tài liệu của Microsoft đâu, mà nó thiên về việc là những cái gọi là cái đề bài thực tế, những cái câu liên quan đến case study ấy, thì nó hỏi và nó có cái bùng, nó yêu cầu. Thì nói như thế này thì tuy nhiên thì các bạn có thể là không cần phải đang có một cái nghề nghiệp, một cái công việc trong ngành dữ liệu, mà các bạn có thao tác thực hành tiếp làm việc công cụ và phải có đáp ứng cái đề bài liên quan đến nội dung sản xuất kinh doanh nhất nếu có thể. Cái bài thi BA300 này ấy, thì nó sẽ được cập nhật liên tục để phù hợp với những cái thay đổi của Power BI. Thì nếu mà chúng ta làm việc trong cái ngành dữ liệu ấy, thì chúng ta nhận thấy rằng là cái Power BI này nó thực hiện có những cái tính năng mới hàng tháng luôn. Và cái bài thi thế thì cái điều này thì đòi hỏi hoặc ít nhất là nó có rất có trọng tâm về kinh doanh, xung quanh thêm nhiều những cái kiến thức liên quan đến cái vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nữa, chứ không chỉ về công cụ. Nó sẽ đánh giá những cái khả năng ta để giải quyết các vấn đề thực tế. Và những cái vấn đề này thì nó sẽ không nằm trong, nó không thể nằm trong cái tài liệu hay là một cái rất là thiên biến vạn hóa. Thì nó yêu cầu chúng ta là PA300. Cái này thì không chỉ, cái này thì cái ý nghĩa của nó ấy, không phải là PA300 là một cái chứng chỉ trong cái những cái ngành nghề liên quan đến dữ liệu đâu nhá. Mà nó là về bản chất ấy, thì PA300 thì nó là một cái chứng chỉ của Microsoft cấp cho và đảm bảo rằng là người thi mà pass qua cái chứng chỉ này ấy, thì họ có một cái kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và biết cách sử dụng cái công cụ này trong cái hoạt động. Những cái không phải là chỉ những cái người có nền tảng kỹ thuật mới gọi là cần, hay là mới có thể thi cái thi PA300, có kiến thức cơ bản. Cái kiến thức là cái phí thi PA300 ấy, hiện tại như mình mới chắc hôm qua thì là nó khoảng tầm 80 đô với khu vực Việt Nam. 80 đô thì nó khoảng 2 triệu, khoảng 2 triệu. Thì nó theo nó khá là nhắc trước khi mà chúng ta thực hiện. Tuy nhiên thì có nhiều cách cũng nhờ cái voucher này. Thì ví dụ như là chúng ta có voucher đến từ những cái khóa học. Dataport có thể cung cấp cho mọi người cái voucher giảm 10% lệ phí thi. Thì cái phần này lệ thông tin. Thì so sánh với việc là chúng ta cần phải đăng ký account để có những cái khóa được 50%, thì cái option Dataport nó cũng có một cái tính khả thi của riêng nó. Cái điều mà mọi người có thể là chưa biết về cái chứng chỉ này cuối cùng thì là chúng ta cần renew thì đầu tiên trước khi mình thi cái chứng chỉ này ấy, mình nghĩ là mình thi một lần thôi là xong. Tuy nhiên ấy, thì như mình đã nói, cái kiến thức về cái công cụ này ấy, nó sẽ được, vì vậy nên sau khi các bạn thi xong và có cái credential ở trên cái Microsoft Learn ấy, thì đấy là cái ý nghĩa. Thì không thể biết được là ok, chúng ta thi xong là không phải là xong và xong, mà cần phải renew, cần phải liên tục cập nhật cái kiến thức đấy, kể cả trong công việc, kể cả những cái kiến thức mới của Power BI để Microsoft họ sẽ thực hiện những bài đánh giá để chúng ta giữ cho cái được valid. Rồi, thế thì đấy là một số điều mà chúng ta có thể là chưa biết. Về ra là mình cũng có nhiều bạn của mình cũng làm việc trong ngành dữ liệu nhưng mà chưa thi. Thì cái chứng chỉ này mình cũng đặt vấn đề là mình thi rồi đấy, các bạn thi đi. Thì có nhiều bạn cũng chia sẻ thật là bây giờ hàng ngày thì bọn mình đều làm Power BI hết rồi, đều làm cả sáng cứ đến là mở Power BI lên để tạo dashboard, hay là bật Power BI service lên để kiểm tra tình trạng. Thế thì có cần PA300 đâu, đúng không? Không cần vẫn làm được mà. Thế thì thực tế thì cái chứng chỉ này nó có lợi ích thế nào? Thì với những cái người mà đã đang làm trong cái ngành về dữ liệu, đang có công việc dữ liệu ấy, thì người ta mới có. Tuy nhiên với những bạn newbie ấy, thì chúng ta không thể những cái CV gửi về
hay là những cái mối quan tâm của mọi người đến những cái liên quan đến ngành dữ liệu, business analyst hay là data analyst chẳng hạn, thì nó càng ngày nó càng tăng lên. Thế thì với trong một cái bối cảnh mà cái sự cạnh tranh nó càng ngày nó càng lên, thì làm thế nào để bạn trở nên gọi là khác biệt so với phần còn lại? Thì cái chứng chỉ PL 300 này nó cung cấp nó như một cái thì cái chứng chỉ rất uy tín, và nó là từ cái bên mà sản sinh ra cái công cụ này luôn, nên là nó gọi như là sao nhỉ, nó là cực kỳ uy tín cho riêng cái công cụ này, và nó sẽ là điểm sáng cho mọi người trong cái CV để giúp cho mọi người phân biệt, gọi là nổi bật lên, phân biệt mình với những người khác, với những người mà chưa có chứng chỉ. Thế thì đấy là với những người mới, người newbie, những các bạn sinh viên mới ra trường, hay là những người mà đã đi làm rồi nhưng không phải là trong ngành nghề dữ liệu và muốn vị trí mới trong một cái ngành nghề mới. Thế thì với những người mà đã làm, đã có những cái kiến thức hay là đã đang làm trong cái nghề nghiệp liên quan đến dữ liệu thì sao? Thì bản thân mình, những cái mà mình thực hiện trong cái công việc hàng ngày ấy, nó không phải là những thứ mà cái công cụ này nó có thể đáp ứng được trong công việc. Dùng đến khoảng tầm cho đến 60% những cái tính năng của nó thôi, hay là mình chỉ biết được đến 50-60% những kiến thức của Power BI thôi. Thế thì nếu mà mình cứ tiếp tục những cái task nó không cho mình một cái và nó không cho mình tư duy khác để giải quyết cho mình rất nhiều những lúc chơi team mình không biết, những cái kiến thức đấy thì nó sẽ giúp chính xác hơn và tốn ít một lực hơn chẳng hạn. Và đồng thời ấy, nó cũng gọi là mang lại cho mình một cái những cái kiến thức mà mình chưa có những cơ hội mình tiếp xúc trong công việc, và đến khi mà mình thực hiện gọi là có những cái cơ hội thì nó là mang lại cho mình những cái lợi thế hơn so với người khác, khi mà người ta chỉ thực hiện những cái công việc hàng ngày mang tính chất thói quen, mang tính chất routine, thói quen thôi, mà không thể biết được là ngoài ra với ví dụ những cái đơn vị mới chẳng hạn, họ yêu cầu những thứ mà nó khác hơn, nó không nằm trong cái phạm vi công việc của bạn hàng ngày, nhưng mà nó có ở trong nó là những tính năng mà Power BI cung cấp, và nếu mà chỉ khi một cách bài bản đấy, thì đó là một số những cái số luận điểm liên quan đến việc là cái chứng chỉ PL 300 nó có ích cho cả những cái người mới chưa có công việc hay là chưa có những cái kinh nghiệm thực tế liên quan đến cái vị trí trong ngành dữ liệu, hay là kể cả những người mà có cái kiến thức, những cái công việc kinh nghiệm trong cái phân tích dữ liệu rồi thì cũng được rồi. Cái liên quan đến những cái mẹ liên quan đến những cái mẹ, những cái trick, những cái liên quan đến kinh nghiệm chuẩn bị cho chúng ta để nâng cao cái tỷ lệ mà chúng ta có thể đỗ được cái chứng chỉ PL 300 này. Và sau đấy thì chúng ta sẽ thực hiện là nghiên cứu một số chúng. Thì như mình đã chỉ, ngoài việc là hiểu rõ tính năng công cụ của Power BI ấy, thì chúng ta đã cần phải có những cái dự án thực tế. Ví dụ như là các bạn tham gia những cái khóa học của Dataport thì chắc chắn là sẽ được thực hiện những cái dự án thực tế, hoặc là những cái kinh nghiệm trong công việc, hay là những cái bài tập giả lập để chúng ta vừa trong việc là hiểu rõ các cái gì giúp chúng ta quá trình thực hành, thì những cái kiến thức ấy, nó sẽ tự động mang tính có ghi nhớ vào đầu chúng ta, bởi vì chúng ta đã có cái sự liên tưởng khi mà thực hiện những cái dự án hay là những cái thao tác liên quan đến nó rồi, và nó sẽ không chỉ đơn thuần là những cái kiến thức mà như là mọi cái việc thi thố khác thôi. Thì trước khi thi thì mình phải biết nó là cái gì, biết có câu là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không ạ? Thì trước khi thi cái PL 300 ấy, thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ cái cấu trúc bài thi, nó bao gồm là cùng kiến thức mà bài thi sẽ hỏi, cái dạng câu hỏi có thể xuất hiện ở trong bài thi. Thế thì tất cả những cái thông tin đấy nó bọn mình cũng đều đã tổng hợp ở trong cái tip trick này rồi, chắc chắn là sẽ về mô hình hóa dữ liệu cũng 25-35%, và những cái chi tiết về mô hình hóa dữ liệu thì là học cái gì ở trong đây rồi. Vùng thử, mảng kiến thức thứ ba là trực quan hóa dữ liệu cũng từ 25-30%, và mảng kiến thức thứ tư về việc là triển khai và bảo trì báo cáo liên quan trực tiếp đến việc chúng ta publish cái báo cáo chúng ta đã tạo lên Power BI Service ấy, thì chiếm khoảng 15-20%, cái này nhỏ hơn một chút. Và các cái dạng câu hỏi ấy, thì trong này chúng mình cũng đã tổng hợp lại, thì nếu mà những cái câu hỏi đúng sai thì mà có một số câu hỏi dạng như kiểu chọn phương án đúng nhất, tức là cái câu hỏi đấy nó sẽ có nhiều phương án mà phương án nào cũng kiểu hao hao đúng, và nó sẽ đúng ở trong một số những cái điều kiện cụ thể, thì chúng ta cần phải chọn cái phương án nào mà nó có tính tổng thống nhất đó.
Một số các bạn câu hỏi khác có một cái hướng dẫn ở đây. Ok, mọi người xem. Ok, mình sẽ tạm. Thì ngoài việc chúng ta mà chúng ta cần phải đến việc mà chúng ta phải có cái sự hướng dẫn từ những cái người mà có kinh nghiệm, chuỗi câu hỏi là đáp án rồi chẳng hạn, thì là nó sẽ có một chuỗi những câu hỏi mà cái bộ đáp án nó giống nhau, nhưng mà nó sẽ thay đổi một chút trong về mặt đề bài. Và mỗi một đề bài nó thay đổi như thế thì cái đáp án đúng nó sẽ lại khác. Mà nghĩ là bất kỳ ai mà thi TIA 300 đều phải biết trước và đều phải chuẩn bị trước ấy, là câu hỏi về tình huống. Thì cái dạng câu hỏi này ấy, về các cái nguồn data mà doanh nghiệp đấy sử dụng, thông tin về mặt data của họ là gì, là nếu mà tạo ra báo cáo thì các cái yêu cầu về mặt cho khoảng tầm 6 đến 8 hay 10 câu. Và có một đặc điểm mà mình khá bất ngờ khi mình thi ấy, mình muốn chia sẻ, nên là khi mà chúng ta thực hiện submit những câu hỏi trong cái bộ câu hỏi tình huống này ấy, thì submit xong là thôi luôn. Đó, đấy là một số những cái kinh nghiệm. Nên mọi người thấy ở đây ấy, là nó sẽ nằm trong cái phần về đây, mô hình hóa dữ liệu. Tạo các phép tính mô hình bằng DAX, tối ưu các thứ. Thì ấy, cái phần này nó là một cái phần chiếm từ 25-30% của bài thi. Và chắc chắn là nó sẽ có. Nên mọi người cần phải hiểu được cái ngôn ngữ DAX đấy. Cái ngôn ngữ DAX này ấy, nó sẽ không xuất hiện ở bất cứ một cái. Và để theo cái quan điểm cá nhân của mình ấy, để học được nó một cách gọi là hiểu ấy, gắn với lại những cái dự án chúng ta thực hiện giả lập với lại những cái bộ dataset chẳng hạn, thì khi mà kết hợp giữa việc là có data thật, có những cái yêu cầu về mặt kỹ thuật thật và thực hiện viết cái nhu cầu đấy, thì lúc đấy cái người sử dụng cái lượng kiến thức của nó nhiều như vậy thì đọc tài liệu của nó theo quan điểm của mình là bất khả thi. Mà chúng ta như mình đã nói cần phải gắn với cái việc thực hành thực tế. Rồi, một cái mẹo thứ tư, thế thì cái này bọn mình cũng sẽ có trong cái phần tips trick này. Ok, đâu rồi, lên cái hoạch. Rồi, thế thì những cái liên quan đến, tức là sao? Tức là cái những cái thông tin về mặt là các câu hỏi thi trong PA300 này, nếu mà mọi người có sự đảm hiểu thì maybe là có một số câu hỏi nó sẽ được khi mà chúng ta thực hiện là làm những cái câu hỏi mẫu dạng như vậy ấy, thì chắc chắn phải có một nguồn để chúng ta có thể hay là đối chiếu để hai cái bước bốn thời gian nào học cái gì. Cái tư vấn thì cái kế hoạch này có thể, nhưng mà nếu mà tiếc là chúng ta sẽ là thực hiện thi tại nhà, mà thi tại nhà như kinh nghiệm của mình ấy, thì cần phải chuẩn bị một cái môi trường thi, nên là nếu mà thi online ấy, thì chúng ta cũng sẽ cần phải có một số checklist để chúng ta kiểm gọi là sao nhỉ, thực hiện trước khi mà thực hiện thi thật, để đảm bảo cho cái buổi thi của chúng ta sẽ suôn sẻ. Ví dụ như là đảm bảo về đường truyền internet, hay là đảm bảo về cái phòng thi chẳng hạn. Phòng thi xem nó sẽ chỉ có một cái phần, một cái thiết bị để chúng ta sử dụng thi thôi, không được có giá sách, kể cả không được dùng tai nghe. Để mình thi thì mình có dùng tai nghe với mục đích là maybe có thể trao đổi với lại cái người giám sát của mình dễ hơn. Tuy nhiên thì không được dùng tai nghe. Và nếu mà có trao đổi chẳng hạn thì cần phải trao đổi với người giám sát qua cái hệ thống chat của bài thi chẳng hạn. Thì tất cả những cái kinh nghiệm đấy ấy, bọn mình cũng đều đã tổng hợp lại qua cái đội ngũ trợ giảng giảng viên đã thi rồi, kinh nghiệm khi thi, trước khi thi thì như thế nào, trong khi thi thì như thế nào, sau khi thi thì bao lâu thì có kết quả, cũng như là có cho mọi người những cái hướng dẫn cực kỳ là chi tiết cụ thể về việc là làm thế nào để đăng ký thi, nên thi ở test center, ở trung tâm hay là thi tại nhà. Đó, thì như mình thấy, bản thân mình thấy những cái hướng dẫn này nó là hàng như hàng organic, do bọn mình xuất phát từ kinh nghiệm trải nghiệm thôi, và nó là những cái điều mà bọn mình thực sự đã trải qua. Có bạn Vũ Anh Duy hỏi là thi PA300 có thi offline trực tiếp không anh? Ok, có. Nếu mà các bạn thực hiện đăng ký thi PA300 ấy, thì nó sẽ có thi trực tiếp đây. Khi chúng ta có cái phần chúng ta chọn là in person test center, thì như mình kiểm tra ấy, thì là ở Hà Nội thì có 20 địa điểm thi, và thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội thì có 15 địa điểm thi tại Hà Nội và có 5 địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta sẽ có thể, cái này cũng để nói riêng về mặt quan điểm thôi, thì mình sẽ thích, nó sẽ cho mình một cái sự thoải mái, một cái sự dễ dàng chuẩn bị hơn. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi lưu ý mà chúng ta cần phải chuẩn bị trước. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị trước để đảm bảo cái môi trường thi. Phí thi thì 80 đô. Còn 165 đô là nếu như các bạn search ngay lập tức ấy, và các bạn chưa chọn cái khu vực là Việt Nam ấy.
đây mình cũng có tổng nó sẽ giảm xuống còn 80 đô thì nó sẽ đưa khoảng tầm 2 triệu tiền Việt nhỉ, muốn thực hiện cái thi cái chứng chỉ này. Và như mình cũng đã nói, có thể một số bạn và bọn mình cũng đã tổng hợp ở đây, phí thi có thể được chiết khấu không? Ok, có một số những voucher, những khóa học này. Và với Dataport thì có thể cung cấp cho mọi người một cái mã khác với mức chiết khấu là 10%. Đó. Nếu mà mọi người còn câu hỏi gì thì cứ chat lên cái phần khung chat này nhé, mình sẽ trả lời trực tiếp luôn, để cho mọi người có thể một người hỏi nhưng mà 156 người khác đều được nghe câu trả lời chẳng hạn, là như vậy. Đó. Rồi, đó, thế là toàn bộ những cái kinh nghiệm xuất phát từ kể bản thân mình lẫn đội ngũ đỗ được cái chứng chỉ PA300. Và nếu như mọi người có thể sợ là nghe nó khó nhớ hoặc là cái phần record mọi người có thể hãy xem, thì ok, bọn mình cũng đã tổng hợp toàn bộ những cái mẹo đấy, những cái kinh nghiệm đấy về cả từ A đến Z luôn, về bài thi, về cấu trúc bài thi, về các cái thao tác chúng ta thực hiện làm thế nào để đăng ký thi thành công. Đó, về những cái kinh nghiệm khi đăng ký thi ở trung tâm hay tại nhà, hay là khi đăng ký như thế thì mức phí cao quá có hay là những cái kinh nghiệm khi chúng ta kiện thi. Đó là cái phần mà mình nghĩ là mọi người sẽ ok làm sao để em nhận. Chắc nữa đến cuối cái phần web banner này thì bọn mình cũng sẽ tổng hợp lại và gửi lại cho những cái bạn mà chúng ta còn đang dành thêm thời gian. Ok, cái câu hỏi này thì mình hiểu đúng câu hỏi. Ok, cái này thì một số cái kinh nghiệm của mình khi mà xử lý đến những câu hỏi như vậy nhé. Ngoài PA300 thì Microsoft có những chứng chỉ nào liên quan đến Data Analytics và Power BI không ạ? Thì mình có thể confirm là chứng chỉ PA300 là dành riêng cho Power BI. Những cái chứng chỉ liên quan đến Data Analytics khác ấy, ví dụ như là chúng ta thực hiện làm về mặt database hay là Azure hay chẳng hạn như thế, thì Microsoft có những cái chứng chỉ đặc thù riêng về những cái công cụ như thế. Còn liên quan đến Data Analytics và Power BI thì chỉ có PA300 chứng chỉ của Microsoft trực tiếp đến cái công cụ này thôi nhé. Rồi, nhờ mình đôi khi cũng sẽ có thể là không yêu cầu những câu hỏi mà nó không quá phổ biến. Ok, mình có thể là sẽ trả lời riêng cho những bạn ấy sau cái buổi hôm nay nhé. Mà mình biết là nó có nằm trong đấy thì mình chọn là toàn có những câu mà mình thấy quen, mình thi rồi đấy thì mình cũng nhặt ra và mình thấy là nó có cái sự hơi khó mọi người cùng chúng ta cùng trao đổi thảo luận và mình cũng sẽ chữa. BI sẽ dùng tài khoản. Ok, đây của mình. Rồi thì trước khi vào phần này thì mình sẽ gửi cho mọi người một cái sample question. Mình gửi sao không lấy được nhỉ? Xin phép mọi người một chút nhé. Thì mình sẽ gửi cho mọi người một cái bộ vài câu hỏi mẫu và sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện tư duy và mình sẽ chữa. Thì đợi một chút để mình ok. Thế nhờ My gửi cho anh cái phần câu hỏi nhá. À sao im ra vậy mọi người? À ok. Mình đang gửi cái phần hơi có trục trặc một chút, xong mình sẽ gửi cái phần câu hỏi này. Sau đấy mọi người sẽ có một chút khoảng thời gian khoảng tầm 3 đến 5 phút chúng ta tự đọc câu hỏi khi mà mình đi vào phần chữa bài nhá. Ok, nhờ My gửi giúp anh cái phần sample question này vào nhá. Để anh gửi cái case study luôn này. Gửi trước cho anh cái phần sample question nhé. À dạ em đang up file lên rồi ạ. Ờ ok. Để mọi người chờ một chút nhé. Đi vừa gửi đúng không ạ? Mà quên ra chị ơi, nó yêu cầu quyền truy cập. Ờ, như anh thì cũng người thử lại xem được không ạ? Khoảng tầm 3 đến 5 phút ta sẽ tư duy một chút trước khi mà mình hiểu câu hỏi đã, có một cái đáp án riêng cho bản thân trước khi mà chúng ta thực hiện chữa đến cái câu hỏi này nhá. Ok, thì mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong khoảng tầm. Ok, cho em xin tin này lên không để mọi người đỡ phải lội lên không nhỉ? Nếu không em vừa ghi nhận. Ok, đó. Tại My bạn đã pin cái tin liên quan đến cái tải file sample question rồi nhá. Mọi người nếu mà vào sau mà nó bị trôi tin ấy, thì mọi người vào cái tin mà bạn My đã ghi lên đây nhá, để tải cái file đấy về. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong khoảng tầm 2 đến 3 phút nữa nhá. À ok, đây thì có câu hỏi về trong ngành kế kịp. Bạn Vinh đã trả lời đến người rồi. Mình thì đang công tác logistics Việt Nam luôn. Thì về mặt bản chất ấy, dùng để trực quan hóa dữ liệu, xử lý dữ liệu. Thế thì với ví dụ như là trong ngành khi mà mọi người có một cái như trong cái kiểm chúng ta rất hay gặp đến những cái báo cáo bộ bốn cái báo cáo đúng không? Travel balance, balance sheet, cash flow, những cái báo cáo liên quan đến thông tin trạng thái tình hình của doanh nghiệp. Thì với những cái báo cáo này ấy,
thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng nó. Và mỗi khi mà chúng ta có cái thì hoàn toàn có thể là chỉ cần thay đổi cái nguồn data, hoặc là chúng ta chỉ cần thêm data mới vào các cái folder thôi, thì cái báo cáo hay những cái bởi vì bản chất là Power BI nó sẽ tự động cho chúng ta hoàn toàn những cái thao tác liên quan đến việc là connect dữ liệu hay là xử lý dữ liệu. Thì với những cái báo cáo mà nó mang tính chất lặp lại như thế thì những cái thao tác đấy nó không có kết nối dữ liệu giống nhau thôi, và nó sẽ chỉ khác ở cái phương diện là cái lượng data đấy nó thay đổi. Chúng ta dụ làm 2-3 tháng nữa đúng không, và nếu mà chúng ta làm cho tháng niên thì nó sẽ là 6 tháng từ đầu đến giữa năm tài chính như vậy, thì API nó sẽ giúp chúng ta được ở cái đoạn đấy là với cái lượng data nó thay đổi, nó giữ nguyên những cái thao tác mà chúng ta đã tương ứng với cái lượng data mới được cập nhật thêm đấy. Thì như bản thân mình, quan điểm của mình thì mình thấy là nó sẽ tiết kiệm được cực nhiều cái công sức cho chúng ta khi mà thực hiện tạo ra những cái báo cáo mà nó có tính chất là lặp đi lặp lại như vậy, và nó chỉ khác về mặt là anh Hải ơi, anh tắt mic rồi ạ. Sorry mọi người, mình vừa hỏi là không biết mọi người đã có thời gian để file sample về, có thực hiện đọc qua nó, chúng ta sẵn sàng vào cái phần chúng ta đọc từng câu và chữa chưa nhỉ? Ok ạ, rồi, thế mình không câu thêm giờ nữa nhé, mình sẽ thực hiện, chúng ta sẽ thực hiện tìm hiểu một số những câu này và sẽ thực hiện là trao đổi với nhau xem là thế nào là đâu là phần đúng nhá. Là thế thì cho phép mình đọc tiếng Việt nhé. Lần lượt là production để liên quan đến dữ liệu rồi, thì những cái này chúng ta có thể là đã gặp nó hàng production, tức là những đang vận hành liên quan đến chính cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn. Còn dev là cái môi trường mà chúng ta thực hiện xây dựng những cái tính năng mới. Thế thì SQL dev tức là cái môi trường phát triển sản phẩm ấy, thì nó chứa các cái bảng tương tự như là môi trường thật, nhưng mà chỉ có điều là nó sẽ có ít data hơn thôi. Rồi, thế thì khi mà chúng ta có hỏi là bạn thực hiện tạo một cái file Power BI Desktop mà sử dụng, và bây giờ bạn cần copy cái báo cáo đấy lên Power BI Service, và bạn cần phải gọi là đổi cái nguồn data source connect model of the tables vào môi trường thực tế để nó ăn theo cái data thực tế, thì làm cái nào, cái giải pháp nào sẽ là tối ưu nhất, giảm cái công sức cho mình nhất, thì chúng ta cần phải làm trước khi publish the model, tức là trước khi xuất, là tạo new connection đến cái và thực hiện nhập dữ liệu từ production, tức là về cái 120 cái môi trường prod này ban đầu đã có, và thực hiện là thêm new data source, tức là thêm những cái truy vấn mà nó nối trực tiếp vào cái SQL prod này. C là điều chỉnh lại cái data source, tính năng data source setting, và D là editor source table query ấy. Chỉ không biết có bạn nào, có bạn thì comment là C, có bạn thì comment là D, và những bạn khác thì cái đoạn mà minimize administrative effort mà lại cứ xóa với cả tạo mới, nghe nó có vẻ hơi nhiều công nhỉ. Rồi, thế thì với câu hỏi này thì đều có thể, tuy nhiên thì cái mức gọi là minimize về cái effort, tức là mức độ mà tiện lợi nhất của các đáp án này là không giống nhau. Thì hai đáp án A và đáp án B này thì là những cái đáp án tệ nhất, vì nó thực hiện là xóa toàn bộ những cái truy vấn mà chúng ta đã thực hiện với môi trường dev, chúng ta làm phải làm lại với môi trường prod, mà nó nhận những cái kết quả của truy vấn đấy nó cũng sẽ bị biến mất. Nó không biến mất mà nó cái data của nó sẽ bị biến mất, và chúng ta thì hai phương án này đều mang từ cái phương án D này, edit the sort of table query ấy, thì nó ok, đồng ý là nó sẽ giữ nguyên được toàn bộ những cái thao tác chúng ta thực hiện kết nối dữ liệu clean form, và nó vẫn giữ nguyên được cái kết quả của cái truy vấn đấy để đảm bảo cái visual của chúng ta nó vẫn được giữ nguyên. Nhưng mà giả sử như việc kết nối 120 bảng này ấy, ví dụ có thể mỗi bảng chúng ta sẽ thực hiện 120 bảng tương đương với 100 khoảng đi, mình cứ cho ngoài nhau đi, 120 bảng thì tương đương với 120 cái query này, thì chúng ta sẽ thực hiện đổi sort là 120 lần. Trong khi đó cái config the data sort setting ấy,
vì một trong hai bên bảng này ấy, cái nguồn sọt của nó đều chỉ đến từ một nguồn là SQL Dev thôi. Nên là khi mà chúng ta thì cái thao tác này sẽ giúp chúng ta là cái thao tác mà tiện lợi nhất để chúng ta đổi cái nguồn cho cái báo cáo từ môi trường Dev sang môi trường Production trước khi mà chúng ta up lên Power BI Service để chia sẻ với những người khác trong cái doanh cùng doanh nghiệp của mình chẳng hạn. Thì đáp án cho câu hỏi này là đáp là phương án C. Rồi, câu hỏi tiếp theo là chúng ta import cái list này vào trong màn hình Power Query Editor. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng là cái list này thì chứa những cái records cho những cái vùng cái state region mà chúng ta muốn tập trung cái marketing campaign vào. Hai sự chúng ta phải làm là gì? A là bật cái tính năng advanced editor lên, B là chọn cái column quality, C là chọn column profiling based on entire dataset, D là bật cái tính năng column distribution lên, và E là bật cái tính năng column profile lên. Đó, thì mọi người cứ mạnh dạn, cứ nếu mà cứ có đáp án rồi thì comment idea về mặt đáp án như thế nào thì chúng ta cùng trao đổi nhé. C thì có vẻ là chưa đúng rồi, vì cái này là chúng ta sẽ chọn là hai action. Nếu mà C xong sắp list xong là thôi luôn đấy. Rồi có nhiều bạn sẽ chọn là CE. Ok, có bạn chọn là EB. Cho em hỏi là thầy đã share đề cương đáp án chưa ạ? Chưa nhá. Đến lát nữa khi mà bọn mình cùng trao đổi với nhau xong rồi về cái phần chữa đề này thì chúng mình sẽ gửi lại cái phần tất cả những tài liệu mà bọn mình đã chuẩn bị cho cái buổi hôm nay nhé. Có cả cái clip mẫu về mặt tự học này, slide này, đó, tất cả những thứ như đấy. Rồi AE rồi bật cái vendor lên và select BC CE. Mình thấy là cái phương án đa dạng hơn là câu 1, vì câu này mình phải chọn những lượng chọn số lượng đáp án nó sẽ nhiều hơn. Rồi thế thì để mình giải thích từng cái Open Event Editor này ấy, thì trong cái của chúng ta ấy, thì cái Event Editor này nó sẽ lưu trữ toàn bộ những cái thao tác liên quan đến việc chúng ta lý đến cái thao ba cái select này, select column quality, select column distribution và select column profile này, thì nó là ba cái tính năng liên quan đến profiling data trong khi mà chúng ta thực hiện transform data ấy, thì ba cái tính năng này giúp cho chúng ta có những về cái bộ về thì không ai có đủ khả năng để gọi là scan cung cấp cho chúng ta những cái nhìn về cái bộ dataset đấy một cách tổng quan. Rồi còn cái tính năng C này thì là enable based on entire dataset, thì đầu tiên lại đáp lại search cho mọi người cái màn hình đấy luôn cho mọi người dễ nhìn nhá, dễ hình dung nhá. Đây những cái màn hình này đó, open image, thì đây là màn hình query editor khi mà chúng ta thực hiện import dữ liệu vào. Thì mọi người có thể để ý ở đây là column profiling based on top 1000 rows, tức là những cái thông tin liên quan đến cái dataset này ấy, thì ví dụ như là hay là cột đấy có bị null không, hay là cột đấy gồm có những cái đầu tiên của cái truy vấn load data vào. Thế thì các bạn để ý trong cái câu hỏi nếu chỉ 1000 row không thì nó sẽ không đủ để chúng ta xem toàn bộ dataset. Trong khi đó cái yêu cầu của chúng ta là cần phải đảm bảo ấy toàn bộ các records này thì có những cái vùng mà chúng ta muốn tag cái marketing campaign vào. Thế thì column profiling này theo không phải là 1000 row nữa mà nó có một cái lựa chọn khác là based on entire dataset, thì khi đó cái query của chúng ta nó mới gọi là này vào để nó thực hiện là kiểm soát cái giá trị, hay là cái chúng ta ví dụ filter chẳng hạn thì mới biết được là nó gồm những giá trị gì. Thì đây là thao tác đầu tiên. Thao tác thứ hai liên quan mỗi một cái những cái thông tin gọi là thông tin khác nhau. Ví dụ đây mình sẽ search là power quality. Rồi column quality thì nó sẽ cho chúng ta biết được về là cái chất lượng của cái cột đấy, thì nó có bao nhiêu nào mà biết được là nó sẽ có những cái vùng mà chúng ta muốn hay không. Cái column distribution cái phân bổ cái data ở trong cái cột đấy là có bao nhiêu giá trị là distinct và bao nhiêu giá trị unique. Đó, thì dựa theo cái này mình cũng không thể biết được là trong cái cột đấy nó có đúng những cái khu vực mà mình cần hay không, mà chúng ta sẽ phải cần phải chọn là column profile. Đó là cái này luôn này. Cái này nhìn dễ luôn này. Quality mình vừa nói này, còn là chúng ta những và một số những cái thực mới có thể đáp ứng nó. Là Minh Vinh đang trả lời một số Q&A của các bạn nhé. Rồi câu hỏi tiếp theo là vậy thì đáp án cho câu hỏi vừa rồi là C và E nhé. C và E, và khi chúng ta thực hiện trả lời thì phải
đủ hai cái này thì mới tính điểm. Còn ví dụ quên một cái, để một cái có tính điểm không thì là không nhá. Thì những cái câu hỏi nào mỗi một cái đáp án đúng được tính một điểm thì nó sẽ nói rõ nhé. Còn nếu mà nó không nói gì mà nó chỉ hỏi là two action này không thôi, như một rồi chọn ba cái tính năng này, column distribution, column profile, column, chúng ta thực hiện là remove cái duplicate của cái cột date column này này, date column này này, thì nó sẽ reduce the dataset xuống còn bao nhiêu dòng. Cái dữ liệu từ một cái folder nó có gồm rất nhiều cái CSV. Nói thêm một chút từ chỗ này thì là cái này sẽ thực hiện gọi là sẽ là cái tính năng rất là hợp lý, rất là phù hợp với những người mà sử dụng Power BI, giao diện như kiểu có những cái file mà thả thêm vào folder đấy, nó sẽ được tự động được nối đuôi nhau và nó sẽ giữ nguyên cái phần những cái thao tác xử lý dữ liệu của chúng ta. Ok, có bạn nào remove cái duplicate dựa theo cái cột date này thì nó sẽ giảm cái dataset của chúng ta xuống còn bao nhiêu dặm. Mình có thể có một số bạn trả lời là 9. Cái truy vấn này nó thì chúng ta chỉ có một nguồn duy nhất là cái ảnh này thôi, thì trong cái ảnh này nó sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin, thì thông tin đấy nó sẽ nằm ở những cái tính năng này này, những tính năng chúng ta thấy ấy, của sort em này nó có 9 đích thức về về là cái column distribution này, nó thể bỏ toàn bộ những cái phần bị lặp đi ấy, thì trong cái cột đấy nó có bao nhiêu cái giá trị mà nó khác nhau, nó phân biệt với nhau đó. Và cái unit đại loại nó là khóa chính, và nếu mà các bạn muốn nó là trong cái đó mỗi file CSV. Rồi câu hỏi tiếp theo là nếu như mà cái này này mà chúng ta từ cái dataset của chúng ta thì về mặt bản chất thì là khi mà chúng ta loại tới cái cột đấy và chúng ta loại toàn bộ những cái giá trị lặp lại và chỉ để lại toàn bộ những cái giá trị mà nó phân biệt lẫn nhau, nó không trùng lặp nữa, thì nó còn lại 10 giá trị. Thì cái câu hỏi câu trả lời cho cái ý thứ hai là 10, lấy được không bôi được thì mình sẽ viết vào đây. Rồi chúng ta tạo cái measure để tính cái number customer visit và chúng ta show lên cái visual nó trông như này. Để chúng ta phát hiện ra rằng là cái total number customer visit là 60, như thế thì nhìn cái visual này không 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 ổn lắm đúng không? Thế thằng nào nó bằng nhau chẳng chặn này mà thì nó không đúng, bằng nhau chẳng chặn như này chỉ có 5.108, các thằng khác thì sao? Chúng ta cần phải fix the report để hiển thị đúng cái correct data for each month. Thì chúng ta cần nó hỏi chúng ta cần làm gì? Đầu tiên là điều chỉnh cái measure chúng ta viết ấy và cần phải sử dụng cách là calculate. Ý thứ hai là thực hiện tạo ra một cái mối quan hệ giữa bảng customer visit và bảng date. Thứ ba là modify chỉnh sửa cái measure để sử dụng cái back function. Và thứ tư là thực hiện tạo ra một cái hierarchy, tức là một cái phân cấp ở trong bảng date. Ok, mình ok, hầu hết là B. Ok, với câu này cái visual nên câu trả lời của chúng ta ở đây nó sẽ là phải là B, là tạo cái relationship. Nếu mà giả sử như chúng ta không có cái kiến thức như thế mà thấy cứ thấy cái nào mà trông nó giống giống nhau, nó lặp lại hai thằng này đều cùng modify the measure, đều thấy là sửa cái dash gì đấy thôi mà chọn một trong hai cái này mang tính chất cầu may hơn thì chúng ta sẽ sai. Chúng ta phải hiểu bản chất của nó. Rồi câu tiếp theo là cái công ty này thì có cái chiến dịch affiliate chẳng hạn đó, để thu hút thêm khách hàng. Chúng ta build report cho cái ông manager để giúp chúng ta hiểu hơn về những cái chiến dịch affiliate đấy. Thì cái ông manager này ông ấy yêu cầu một cái visual mà có thể show ra cái đấy. Thì chúng ta có một cái table nó có các column như này. Đó, chúng ta có hai table vào. Thì chúng ta cần phải function để giúp chúng ta tạo ra một cái measure mà nó đáp ứng được cái yêu cầu này. Yêu cầu này này. Total sale of values of latest 50 transaction. Mình đọc xong rồi ạ. Bạn nó viết thị thu rồi ạ. Mình sẽ viết trước cái answer ở đây nhé. Rồi, Thảo thì có đáp án là cũng how how calculate sum top n và transaction date. Không biết các bạn khác thì còn có cái đáp án không ạ? Và đang hơi khác một chút về transaction ID hay là transaction date. Rồi. Thế thì để mình chữa nhé. Cái phần ok, đầu tiên đồng ý là các bạn đã chọn đúng ba cái ô đầu. Là chúng ta nhìn như này thì với lại có một mẹo khi mà chúng ta làm những cái câu liên quan đến test này ấy, thì gọi là như thế thì chúng ta có thể biết được một số những cái phương án mà nó sai một cái. Rồi, hai cái function mà nó cực kỳ là phổ biến và hay đi với nhau trong việc chúng ta sử dụng Power BI hàng ngày. Thì cái đầu tiên nó là calculate này. Đó, nó sẽ thực hiện tính toán. Tính toán cái gì? Tính toán cái transaction amount này. Thì yêu cầu ở đây là đến cái total đúng không? Total này thì chúng ta sẽ dùng sum để tính toán cái sum cái amount này. Rồi,
Sun Transition Mount của cái gì? Của cái 50 transaction này và latest đó, top n thì chúng ta sử dụng là top n. Top n của 50 cái transaction này, top n là liên quan nó sẽ sort cái input của nó là 50 cái đó. Thì chỗ này chúng ta để ý đoạn này này. Cái affiliate table ấy có one to many relationship với transaction table. Thì mình để ý hai cái bảng này ấy, nó sẽ cùng có cái đây như này. Và cái transaction này này, nó sẽ có cái transaction ID này là cái primary key của nó, tức là nó sẽ không bị trùng lặp. Mỗi một cái transaction thì nó sẽ có một cái ID mới. Thì nếu mà chúng ta chọn cái transaction date ấy, thì sẽ rất có khả năng là dụ trong cái ngày hôm đấy chẳng hạn, nó sẽ có khoảng hơn 50, 100, 200 cái ID, cái transaction ID mà đấy là những cái là transaction ID. Thì nó sẽ hơi có một số bẫy nhỏ nhỏ ở đây thôi. Thì chỗ này chúng ta cần phải chọn session. Rồi, ok. Câu tiếp theo là chúng ta đang tạo nên một cái store và chúng ta có cái data như sau, như cái bảng sau. Với cái matrix trên nó nhận cái employees là rows đó, các employees là rows và schedule là columns. Đó, thì chúng ta cần phải viết cái câu DAX như thế nào để có thể trả ra được cái visual trông như này. Là các bạn có đáp án thì cứ để lên nhé. Ban tổ chức ơi, xong live rồi cho mình xin record. Ok. Câu này nếu mà các bạn nào có đáp án rồi thì các bạn cứ chat lên công chat nhé. Carlos Unicorn. Chứ mình chưa gặp thực tế. Mình đoán là KA và Unicorn. Rồi. Câu trả lời cho cái đáp án này thì nó là Carlos và là sự khác biệt giữa KA và Carlos. Còn có cái Unicorn này này. Thực tế thì ok, mình cũng ít gặp, mình cũng chưa gặp bao giờ. Tuy nhiên thì cái nó sẽ nhận cái số này này để định thì với những cái người nào phân vân khi mà được câu này thì đấy là cái ý nghĩa của cái function in. Câu hỏi query, một cái truy vấn tên là fact internet sales này và sử dụng cái query nó sâu như thế này. Thì bây giờ cái yêu cầu là cần phải tạo ra một cái bar chart nó thể hiện cái đếm cái mà tức là đến những cái ngày mà trong năm đấy mà nó có cái sale amount này lớn hơn 1.000 và chúng ta cần tạo ra một cái measure mà có thể nhét vào cái bar chart đấy thể hiện ra được cái thông tin mà chúng ta cần. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái dash nào để tạo ra cái measure đấy. Cao filter. Tôi trả lời là cao filter. Bạn Nguyễn Thu Yêu Thảo đây là calculate và filter. Ok. Ok. Calculate. Cao x và filter như thế. Cao x. Calculate filter, bạn Lương Văn Nam, calculate filter, Nguyễn Thị Thu Thảo, Cal Rose và filter. Calculate filter. Rồi để mình chữa nhé. Thì thường như mình vừa nói ấy, thì cái những cái function liên quan đến tính toán của một cái biểu thức nào đấy trong một cái phạm vi nhất định thì cái bộ đôi calculate filter ấy calculate filter ấy, calculate và filter ấy nó rất hay đi chung với nhau. Tuy nhiên thì trong chỗ này thì nó không đúng. Chúng ta sẽ không thể dùng calculate và filter ở đây được vì calculate để nó thực hiện tính toán và thực hiện cái biểu thức tính toán đấy trên một cái bộ data set như thế nào thì nó sẽ được quyết định ở filter. Thì chỗ này nó chỉ có hai chỗ thôi, nếu mà mình điền calculate rõ ràng thì chúng ta thấy là chỗ này chẳng có cái biểu thức nào tính toán cả, đúng không? À đọc lẹ qua chọn lộn mà. Ừ, thì nếu mà đi thi thật thì nhớ đọc kỹ nhá. Rồi thì nó không phải là calculate và filter nhé. Các bạn filter ở đây thì có thể thấy nó quen này, filter một cái bảng nào đấy theo một cái điều kiện nào đấy thì là filter đây đúng rồi. Thì còn cái thông tin mà thực hiện cho cái bảng đấy ấy, thì với mình ở đây nó sẽ là calrows. Bởi vì ấy, cái function calrows này ấy, nó sẽ đếm toàn bộ các dòng, nó sẽ gọi là trực tiếp vào cái nó lớn hơn 1.000. Đó. Thế còn một cái dòng kia thì ok calculate. Những cái function khác không phải calrows nó sẽ không phải đếm dòng mà nó sẽ tùy thuộc theo cái giá trị của cái cột đấy là nó có bị blank hay không hay như nào đấy thì để đảm bảo cái calrows này nhá. Có chứa một số cái cột thì chúng ta cần phải tạo ra một cái view relation thể hiện cái mối quan hệ giữa unit price và quantity order. Thì cái giải pháp nó cần phải sao nhỉ, làm rõ đi tất cả các cái orders mà có cùng một cái unit price và cái order quantity. Thì câu hỏi cái loại
visualization nào mà và cái tính năng của nó là tính năng nào mà chúng ta nên sử dụng. Nó sẽ có một số phương án như sau này: cái column chart, quantity order và unit price by year. Cái line chart thì và unit price by item, cái scatter unit price cũng by item. Ok, tính năng này, tính năng thì là automatically find clusters, explain the decrease, hay là find where the distribution is different. Chúng ta thấy có một số phương án: scatter plot, auto find cluster, scatter plot, auto find cluster. Bài toán cluster chắc nên chọn thế này. Scatter plot và distribution. Ok, rồi mình chữa nhá. Thế thì cái câu hỏi relationship between. Thế thì những cái scatter plot, auto find cluster, cái visual này, chúng ta sẽ có column chart này, line chart và scatter plot thể hiện cái sự mối quan hệ. Thì thế thì nó sẽ bị kiểu như là, mình hình dung nhá, là một cái chiều là unit price, một chiều nó sẽ có rất nhiều cái category tương ứng với từng cái quantity order, và nó sẽ thể hiện cái, một cái line chart như này. Cái column chart thì thể hiện by year, tức là nó sẽ thực hiện là một cái gọi là cái, nó gọi là implicit measure, tức là nó sẽ thực hiện một cái tính toán ngầm định nào đấy cho cái này thì trung bình là bao nhiêu unit price chẳng hạn đấy. Còn cái cut một tập plot này này, nó sẽ có hai chiều, hai trục, một trục là quantity order, một trục là unit price, và trên đó sẽ có rất nhiều điểm là những cái điểm quan sát mà nó tương ứng với việc là cái điểm đấy thì nó gióng sang hai bên thì là các cut tập plot và quantity order là như nào. Thì đấy là keyword đầu tiên này. Cái thứ hai là order có similar quantity. Đó. Thế thì chúng ta thấy là cái kiểu hình, cùng một cái kiểu hình khi mà so sánh giữa hai đại lượng của cái này này thì khi để hình dung nhá, khi chúng ta thực hiện kéo những cái trường thông tin vào các scatter plot này này thì nó sẽ hiện lên một cái mà có rất nhiều điểm, và toàn bộ những cái điểm đấy, tất cả những cái data của chúng ta đều được thể hiện ra. Và khi mà chúng ta thực hiện chọn cái automatic qualify cluster này ấy, thì tùy theo chúng ta sẽ chọn là nó sẽ tự động, nó tự tính toán, nó tự hiểu ngầm định ở bên dưới với những cái câu trả lời cho cái câu này, nó sẽ là rồi. Thế thì bọn mình vừa đi qua một số những câu hỏi và cũng cố gắng chọn một số những cái gọi là câu hỏi nó có cái mức độ là chọn đáp án nó hơi đa dạng một chút, để mọi người có một cái nhìn về việc là câu hỏi thực tế nó trông như nào, và cái cách nó hỏi, cái hình thức câu hỏi nó có thể đa dạng đến mức nào. Rồi là để mình có nên dành thêm một chút thời gian không? Các bạn nhắn là okay. Còn mình sẽ gửi lại cái phần đáp án của những câu này ạ, 180 câu này. Hứa là Việt Nam nói là đưa ra đáp án thôi thì có thể là nó sẽ trôi tuột đi, mà mọi người cũng sẽ không có nhiều cái gọi là trí nhớ về nó nữa. Thì về mặt cái case study và cái đáp án chi tiết thì bọn mình cũng sẽ gửi lại cùng với cái bộ 180 câu đấy nhé. Có bạn Nguyễn Thị Hà Vân hỏi số lượng có trong cái về việc là chuẩn bị này rồi, mình có thể trả lời nhanh, nó sẽ rơi vào khoảng tầm bung mà bạn cần phải trả lời, có thể tức là ngoài những cái liên quan đến phần về mặt có điều gì mà mọi người khó hiểu không, hay là nói chưa kỹ không, thì mọi người cứ có thể là câu hỏi nhé. 700 thêm lượng câu ấy, nó sẽ không phải là cố định theo ok cái control 40 cho đến 60 câu. Cái điểm của nó là bốn lượt mình thi thì là của mình khoảng tầm 56 câu. Thì đúng bao nhiêu câu thì bạn cứ chia khoảng tầm 70% của 60 đi, khoảng tầm hơn 40 câu thì chúng ta có thể tự tin là pass. Và việc chúng ta pass qua câu, pass qua chứng chỉ ấy, thì nó cũng sẽ trả kết quả rất là nhanh thôi. Tất nhiên mình nhớ được mình thi thì chỉ tầm khoảng 1-2 ngày sau là có. Như thế là chậm đấy. Chi tiết về việc là từng cái kỹ năng, từng cái mảng kiến thức là chúng ta đã pass qua được ở mức độ nào. Là muốn biết thêm về những tài liệu của Dataport thì bọn mình hoàn toàn có thể tổng hợp và gửi lại. Ok, thì support mọi người. Mọi người cứ để lại email nhé. Bọn mình sẽ lại. Anh okay. Chia sẻ thêm về có những trang web nào để mình có thể tự luyện thêm đề của. Trước khi về đi thi thì anh nghĩ là đến thiên nhiên thì nó vẫn chỉ dừng lại ở câu hỏi để mình về kiến thức ở trong nó mới gọi là sao nhỉ, có cái gọi là thực hiện làm cái câu, và xong anh cho em hỏi là lỡ không may thi rớt thì có được thi lại không ạ? Ừ, được, nhưng mà anh nghĩ là mất tiền. Tại vì mỗi lần còn nếu mà thi trượt thì vẫn có thể, tại vì nó có cả hình là
dụ mình thi trượt hôm nay có thể ngày mai mình thi lại được luôn. Rồi thì anh nghĩ là cũng phải nên đầu tư lại một chút, ví dụ phân bổ căn chỉnh thời gian rồi thì mình có thể phải đầu tư ôn tập thêm một chút nữa trước khi mà mình thi thực hiện một bài thi tiếp theo. Thì kiến thức cây nhà lá vườn của ước gì là hồi anh thi thì có cái đấy, xin tài liệu record ạ. Mọi người cứ để lại email nhé, bọn mình sẽ gửi lại phần tài liệu. Cho em hỏi là dùng mail sinh viên để đăng ký thi thì phí thi có giảm không ấy? Thế này thì anh không chắc, vì hồi anh đi với anh thi thì anh không phải sinh viên nữa rồi, chị hay là các bạn cũng không phải là sinh viên, nhưng mà theo anh lúc anh research thì như là nó sẽ có cái diện mà em cần phải nhập email vào để link với cái Microsoft Learn ấy. Thì hồi anh làm nói anh thi nhá, có được từ cái course của DataCam ra, thì anh có nhập thử cái email của công ty anh và surprise là nó cho anh một cái mã 50% nữa thật, tổng hợp hai mã là 100%, và đợt đấy anh thi thì không có gì luôn. Nên là anh nghĩ là cái dùng email của sinh viên ấy thì anh nghĩ là sẽ có một phần discount nhé. Bởi vì anh dùng mail công ty thì mail 300 thì anh không cần phải, mình chỉ việc là đính cái link của cái nó trỏ về cái bằng chứng điện tử đấy trên Microsoft chứng chỉ này rồi, thì người ta biết sẽ biết rằng hàng đấy là hàng xịn chứ không thể nào mà nó là sản phẩm của cái quá trình chúng ta Photoshop hay gì được. Nó trả thẳng chứng chỉ P300 có thể verify năng lực của bản thân trong job DA như thế nào ạ, và nó sẽ có hình như thế nào về CV khi xin được các vị trí ạ. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ break nó ra làm hai ý nhé. Năng lực của bản thân trong job DA thì nó sẽ có nhiều cái scope, không phải là giống DA nào, không phải là giống các công ty khác. Thì cái PL300 về việc là xử lý với dữ liệu, cái tư duy về xử lý dữ liệu và tạo ra, thì cái theo anh, theo quan điểm của anh thì cái những cái gọi là cái kiến thức như này nó không chỉ dừng lại ở mỗi vào BI, có thể nhiều công ty khác họ có những cái công cụ khác liên quan đến chủ con dữ liệu như là Tableau hay là Google Studio hay gì đấy. Thì còn cái công cụ ấy, công cụ thì maybe nó không phải là cái công cụ mà công ty đang cần trực tiếp thôi, nhưng mà tất cả các công cụ nó không phải là nó hoàn toàn khác biệt nhau, mà nó cũng sẽ chia sẻ cho nhau những cái không thể nào mà mình cứ đến tay không bắt giặc, mình bảo là em tốt cái này lắm, em có profile này, em đã làm cái này đẹp đẹp này, thì mọi người vào xem, ok mọi người xem, nhưng mà cái đấy chắc gì của em đúng không? Còn cái chứng chỉ thì chắc chắn là nó gắn với cho mà cái nào đăng ký tài khoản không ạ. Nếu mà chúng ta chỉ, nhưng mà bởi vì bản chất là chúng ta giúp cho chúng ta chia sẻ cái báo cáo đấy cho những cái, và nó sẽ không chấp, nên là mình cần mail ấy nhá, cần phải có mail của tổ chức. Hoặc là nếu mà em không có thì vào học viên học data thì ở đây câu hỏi của Amy anh vừa trả lời cho bạn rồi. Của cái chứng chỉ này đi, chứng chỉ này thì nó chứng nhận cho mọi người biết rằng là cái người có cái chứng chỉ đấy có một cái kiến thức từ cơ bản đến nâng, có thể là cái công việc đấy hiện tại nó chưa yêu cầu, thì cái kiến thức về mặt dữ liệu, về mặt trực quan hóa dữ liệu, xử lý với dữ liệu thì nó có là một cái tự động hóa được cho họ làm việc hiệu quả, phải mang lại giá trị cho cái người đấy. Sầu quá, vừa qua tháng 8 rồi. Ok, mình thấy là cũng chúng mình sẽ đợi khoảng tầm muốn có nhận lấy bộ tài liệu email. Không biết là bây giờ mọi người đã tham gia sự kiện thì ở cà phê hay là ở công ty mà chưa được về. Okay. Mình thấy rất nhiều bạn quan tâm. Nay mình cũng rất muốn là chữa một cái đề case study. Bởi vì là với cái quan điểm cá nhân của mình khi mình thực hiện thi rồi, thì mình thấy là cái câu hỏi về dạng case study đó là thi khác cả. Và nó nói chuyện với mọi người để chúng ta có một cái heads up trước là với cái dạng câu hỏi đấy thì ta nên xử lý mail thế nào, có nên dành quá nhiều thời gian đọc đấy hay không, hay là đọc lướt lướt thôi rồi đến câu hỏi thì đọc lại. Chắc hỏi là chứng chỉ P300 có hạn không ạ, hay là vĩnh viễn ạ? Chứng chỉ P300 thì có hạn 1 năm chứ không phải vĩnh viễn, bởi vì bản thân cái công cụ này nó sẽ có cái kêu là một cái hạn ấy, để giữ cho cái chứng chỉ này nó valid thì chúng ta cần phải làm một cái bài assessment để renew lại cái kiến thức đấy. Bài này thì cũng không mất tiền. Đó, renew thì theo anh hiểu là không mất tiền. Anh thì chưa thực hiện renew. 12 là 5 tháng 12 là bao nhiêu tháng 12 đấy là đòi. Nên là đợt này phải dành thêm thời gian một chút để research về những cái kiến thức mới của. Còn theo anh hiểu là renew thì không mất phí nha. Ok.
thể nói qua ứng dụng và mình nên sử dụng tới. Thì anh không rõ là fintech của em thì nó hơi rộng, thì rõ là kiểu cái ý nghĩa cụ thể của em trong công việc nó là như thế nào. Tuy nhiên thì báo cáo dành cho những cái level là mình mở Excel là mình xem từng dòng một, mà nó sẽ ứng dụng cho những cái người mà muốn xem được thông tin ở dạng tổng quan và có thể tương tác được ở những cái sản phẩm cần phải dùng như thế, thì em có thể ứng dụng vào biên nào ấy. Thì nó bắt nguồn từ cái mỗi như thế thì nó có khá đa dạng, kể cả mặc định, kể cả những cái dashboard mà nó được những cái cộng đồng. Đầu tiên mình phải từ cái làm thế nào để không bị rối, đúng không? Thì đầu tiên mình phải xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của mình, thì mình chọn cái visual cho nó phù hợp. Và để không bị rối ấy, thì chúng ta nên sao nhỉ, nên từ bỏ cái gì. Một cái visual nó không thể thể hiện được quá nhiều thông tin được, và chúng ta cần để biết là cái điều gì là quan trọng để chúng ta bỏ bớt những cái mà nó ít quan trọng đi. Đó, chỉ tập trung vào những cái điều quan trọng thôi. Một visual này nó chỉ nên nói về một cái điều gì đấy và nó có tính tương tác nhất định, chứ nó không nên quá ôm đồm tất cả mọi cái thông tin vào trong một visual, thì nó sẽ rất là khó. Cả người sử dụng đó, người sử dụng họ sẽ không nhìn vào, sẽ không thể biết là làm thế nào để tương tác với cái visual đấy để nó ra một cái thông tin mà họ muốn được. Nên là cần phải xuất phát từ cái cần phải biết là từ bỏ những cái mà nó sau nhé. Sorry em, thank you team, I left my of course. Bài renew có thể ôn được không anh? Thì thực tế thì anh chưa thực hiện renew này. Câu hỏi này thì anh xin ra đặt cái câu hỏi, hai câu hỏi liên quan đến renew này. Hai. Ok, cộng đồng Pavia anh đã đề cập mình có thể xem, mà thì anh thấy là có cái link, em chỉ cần search một cái hỏi bất kỳ liên quan đến Power BI thôi ấy. Thì thường những cái link liên quan đến Power BI Community ấy, Microsoft Community chẳng hạn, nó sẽ, nhưng mà tham gia với trong những cái cộng đồng đấy thì em có thể chỉ có kiểu search những câu hỏi trực tiếp xong rồi thấy nó trả lời thì biết thôi. Còn nếu mà một cái cộng đồng anh nghĩ mà kiểu để chúng ta có thể kiểu cùng chung chí hướng để học để thi hay là ứng dụng vào hỏi cái hỏi cái ứng dụng vào trong cuộc sống cá nhân, trong công việc chẳng hạn đấy, thì em có thể cân nhắc join với Dataport. Anh thấy rất nhiều bạn thì đều có một thêm mối quan hệ với nhau ở ngoài, mối quan hệ. Mỗi lần em làm dashboard trên BI để phải lưu lại link và người khác muốn mở phải có, chắc là chia sẻ và không cần phải mở thì đó, em có thể up lên BI service để cho những người xem cùng cái báo cáo đấy. Còn nếu mà đó, biết gì bạn, thì tính năng này cho phép chúng ta lấy một cái link về của cái BI dashboard đấy để up lên chỗ khác. Hoặc là như anh chẳng hạn, anh cũng đã dùng cái nội báo BI của mình cho người khác mà chỉ cần đăng ký account thôi thì cũng chia sẻ được. Anh dùng cái đấy để lưu những cái mà anh lạc mang tính chất, xong rồi đính vào CV, người ta chỉ cần click vào cái link đấy thì nó sẽ trở về cái trang web NoPeople và nó sẽ hiện được lên cái file Power BI mà anh đã lạc, vẫn có thể tương tác được bình thường. Đó, mình xem đồng nghiệp renew thì thêm 30 câu. Ok, thì ngoài buổi này, ngoài việc mình có thông tin cho các bạn thì mình cũng đã nhận được bạn Phạm Thị Bích Trâm về thông tin về renew, rất là cảm ơn bạn. Thế vậy thì cái renew này thì nó cũng mang tính chất là chúng ta cập nhật là cái kiến thức của mình về Power BI đấy thôi, chứ nó cũng không cho mình chúng ta phép chúng ta đăng ký một cái tài khoản đi, và chúng ta nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm cùng trong cái tổ chức của mình. Và anh dùng cái đấy thì để chứa những cái hay mà anh tạo ra đẹp đẹp một tí, tương tác ngon một tí để đính vào CV nếu cần. Rồi, ok, và xin kết thúc cái chương trình web banner của chúng ta hôm nay ở đây đi nhỉ. Cảm ơn mọi người đã ở bây giờ. Những cái kiến thức về chứng chỉ hay là những kiến thức về ngành nghề, cái điểm quan tâm về ngành nghề như thế, thì ok, hôm nay rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian với mình nhé. Ok, hẹn gặp lại mọi người những cái buổi tiếp theo ạ.